quý vị, hôm nay mình xin giới thiệu với quý vị về đám cưới ở vùng quê ở tại Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nghe quý vị, ở tỉnh miền Tây sông nước. Đám cưới của đôi bạn đồng nghiệp cũng rất là trẻ nha quý vị. rồi Hôm nay mình đi khoảng mười mấy người thôi, nhiều mười tại phút gì đó đám cưới mời vào buổi chiều, nhưng mà mình đi còn rất là sớm nghe quý vị. Mình đi khoảng 11 giờ rưỡi trưa, cho nên đám cưới cũng còn hơi ít người, chủ yếu là gia đình với nhóm bạn đồng nghiệp đi thôi nghe quý vị. Quý vị thấy không, sông nước ở miền Tây mình rất là đẹp luôn. Mình đi sớm cho nên mình ra chụp hình trước cổng đám cưới rất vui luôn. Mấy chị này thì ở tại thành phố luôn á quý vị, thành phố Cần Thơ nghe quý vị. Hôm nay mình xuống tới Hậu Giang mình đi Dễ đám cưới, mà quay em quay lại là đi còn sớm cho nên mấy chị ra chụp hình nè, ngắm cảnh sông nước nè, rất đẹp quý vị ơi, rất vui luôn, ai cũng từ cổ cười vui vẻ lắm quý vị. nó có ngắn kìa chị ơi, nghe lại đi cầu khỉ thì chị Mọi đập cho người đều thay phiên chụp hình cho nhau nè, có Zalo rồi mà có người tự sướng sao luôn, nhưng mà thường là các anh chụp hình cho mấy chị nha. Bữa nay mình sẽ giới thiệu quý vị luôn, đám cưới ở quê nè, có con cây cầu khỉ đó quý vị thấy vậy không, chị ấy đang đi chị bỏ dép ra, bỏ dép lên ra, cầu khỉ nè, bỏ dép ra đi, chị bỏ dép lâu ra lắm đó, rồi mới thấy thôi đứng cầu ra đi. khỉ nha quý vị. Chị này ở thành phố từ nhỏ luôn, ngày xưa tới giờ cũng không có đi cầu khỉ Chị thường, đi nhưng phòng người mà giữa cậu á, chị khi ngồi xuống đi đám nha. cưới lần này thấy cầu khỉ chị này rất khoái luôn. Ngồi xuống. Ồ, đi cầu khỉ giống như là Ngồi mấy xuống mày giống. bạn ở quê gì đó, rất chuyên nghiệp luôn, đi rất nhanh nhẹn luôn, không sợ té luôn á quý vị. Đó, anh này cũng ở thành phố luôn á quý vị, rồi đi theo chụp hình cho chị luôn. Rất vui nha quý vị, lâu lắm rồi mới Em thấy cầu chào khỉ nông quý vị. dân đi cầu khỉ. Tại hiện tại giờ vùng quê rất là phát triển nha quý vị, cầu khỉ cũng còn rất là ít, không có nhiều lắm, cho nên lần này đi gặp cầu khỉ nguyên nhóm đồng nghiệp luôn. Mình đi lên cầu khỉ với nhau rồi chụp hình nữa, vui lắm quý vị ơi. Đó, chị này đi ra giữa cầu luôn, rồi anh này đi theo chụp hình cho chị ấy luôn á quý Chưa vị. Rất ngắn nhỏ vui nha xuống quý lắm, vị, cầu khỉ này á quý vị, nhỏ xuống em mới thấy. nhìn trên video thì thấy bình thường vậy đó, nhưng mà khi mà đi thực tế ở ngoài á quý vị, ồ lắc đông đưa lắc qua lắc lại, không sợ té luôn, nó mới dám đi cầu khỉ đó quý vị. Chị ấy ở thành phố nhưng mà chị đi cầu khỉ rất hay nha quý vị, nó lên chụp hình rồi đứng giữa sông này quý vị thấy không, gọi là hải nàng ghe xuồng ở đây rất là nhiều luôn, đi chủ yếu là ghe xuồng chở trái cây rất là nhiều nghe quý vị. Tại vì lúc này gần Tết nè quý vị, là ngay mùa thu hoạch cam sành luôn á quý vị, mít nào cũng rất nhiều luôn. À,
sau khi chụp hình một hồi, đến giờ vũ cầu chụp hình hồi, rồi bây giờ mình đi vô nghe quý vị. Và mình cũng có đi theo chân của chị này và anh ấy luôn, để mình quay video lại giới thiệu quý vị luôn. Đó, chị ấy thì rất chuyên nghiệp phải không quý vị? À, lâu lâu mới có một dịp về vùng quê để đi đám cưới quý vị. Tại ở thành phố bây giờ quý vị, đám cưới mình đãi ở nhà hàng không à, cho nên ít có dịp mà về vùng quê. Lần này mình về vùng quê vì hồ hải cầu khỉ là phải tận dụng, đi lên cầu khỉ, đi ra giữa cầu khỉ luôn để chụp hình, để quay clip lại để làm kỷ niệm đó quý vị. Thấy chị này làm dáng rất nhiều luôn, thấy gì thấy không, chị ấy rất là xinh đẹp nha quý vị. Hôm nay mình đi đám cưới khoảng mười mấy người thôi, nhưng mà có bảy tám chị luôn quý vị. Chị nào cũng rất là xinh đẹp, nhưng có một điểm chung là rất thích chụp hình nha quý vị. Dẹp vô đi, bỏ dép kìa. Đó, bây giờ mấy chị lên cầu khỉ luôn để chụp hình với nhau nè, chủ yếu là để làm kỷ niệm nha quý vị. Đó, 1, 2, 3, 4 chị luôn. Các anh thì chỉ chụp hình cho mấy chị thôi, 5, 6 chị luôn đó quý vị. Ra gần lên một khúc cầu hơn nha quý vị, tại vì có mấy chị này cũng không có dám đi ra xa lắm, tại vì ít đi á quý vị, đi lên đứng trên cầu cũng sợ lắm á quý vị. Đó, mấy chị thì tươi cười rất vui nha quý vị. Rồi sau khi chụp hình xong mấy chị thì đi xuống nè. Đó, cảnh ở giường ở hôn quê rất là đẹp phải không quý vị? Đâu có chụp ở đâu, chụp xa mà. Sau khi chụp trên cầu xong thì mình chụp ở cảnh ở trên đường quê nè quý vị. Đó, nghe chụp ngay cảnh ngay bụi tre này cũng rất là đẹp nha quý vị. Rất đẹp luôn. Ở miền Tây đặc biệt là sông nước đó quý vị, rất đẹp. Và đây là cô dâu nha quý vị. Cô dâu ẩm em bé này là cháu cô dâu nha quý vị. Nào vậy? Cô dâu hôm nay cũng rất là xinh đẹp nha quý vị. Quý vị có dịp về miền Tây mình đi đám cưới một lần rất hết luôn nha quý vị. Đi một lần rồi nhưng mà có dịp đi về miền Tây nữa là quý vị không thể nào bỏ qua được đó quý vị. Rất hết, rất nhiều kỷ niệm luôn với quý vị. Cảnh sông nước miền Tây là rất tuyệt vời. Cả mấy anh cũng tạo dáng chụp hình luôn đó quý vị. Giống như anh này đi đám cưới cũng tạo dáng chụp hình luôn. Và trang trí cái đám cưới cũng rất là đẹp nha quý vị. Chụp dạo. Cảnh sông nước rất là đẹp, những cây bằng nè, cặp mé sông nè, những cây dừa, cây chuối, cây bông bập nè. Sáng giờ làm được nhiêu voi anh? Hôm quê ngày xưa rất đẹp. Rất đẹp cái gì ơi. Ai đi cũng rất là vui vẻ nha quý vị. Cảnh sông nước miền Tây thì rất tuyệt vời. Đó, sau khi chụp hình một hồi thì
mình chuẩn bị vào đám cưới nghe quý vị, chuẩn bị vô nhập tiệc. Hôm nay mình đi rất sớm cho nên chỉ có một nhóm bạn đồng nghiệp này thôi, tại vì đặc thù của công việc các quý vị, buổi chiều anh chị em đồng nghiệp không đi được cho nên mình sắp xếp đi vào buổi trưa. Buổi chiều thì động lắm, nhiều lắm, vui lắm nha quý vị. Chỉ còn ở đây nữa thôi. Cổng trước đám cưới cũng rất đẹp nha quý vị. Dễ không? Màu sắc rực rỡ luôn. Rất đẹp. Hoa tươi luôn nha quý vị. Nó khi vào đám cưới quý vị thấy không? Bây giờ là mình dùng tiệc đó quý vị. Bây giờ mình xin giới thiệu về đám cưới tí xíu nha quý vị. Vì hôm món này là món thay gì quý vị. Bây giờ mình mới vào dùng tiệc thôi. Như từ xưa đến bây giờ quý vị, và mãi mãi đến tận ngàn sao luôn, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với nhiều diễn biến đầy cảm xúc nha quý vị, cùng vô vàn những màu sắc khác nhau. Dần nhưng mà có một cái điểm chung đó quý vị, là khi bước vào tình yêu, đôi trái tim đã cùng hòa nhịp thì đôi uyên ương luôn gắn kết với nhau trong một mái ấm gia đình. Quà miệng mãi mãi như chim đìa cành, như cây liền cánh. Và đôi bạn trẻ của chúng ta không nằm ngoài quy luật đó nha quý vị. Và đến một bước dài đó là đám cưới, về ở chung một gia đình. Bởi vậy nhiều khi có cái câu hơ lúc nào cũng luôn đúng nha quý vị. Yêu nhau chẳng ngại xa gần, cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng vãng lầm hang, mấy sông cũng nổi mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng viết, phong ba cũng liệu. Tại hai bạn này nói chung người ở tại Cần Thơ, người ở Vũng Hiệp, thì chỉ cách nhau có 30 mấy cây số thôi. Nhưng cũng đã quen nhau và yêu nhau mặn mà. Cuối cùng thì cũng đi đến đám cưới nha quý vị. Bởi vì yêu và được yêu là hạnh phúc lớn lao nhất của mỗi con người đó quý vị, là món quà rất là quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta đó quý vị. Sau thời gian quen biết đó quý vị, và tìm hiểu, cô dâu và chú rể đã tìm được bến bờ hạnh phúc, và đám cưới hôm nay quý vị là cái minh chứng cho điều đó đó quý vị. Nhưng mà đám cưới nào cũng rất là vui vẻ nha quý vị. Nhưng mà mình cũng không quên được cái công ơn của cha mẹ nha quý vị, người đã tạo ra ta. Cha mẹ là người tạo dựng và đem đến niềm hạnh phúc cho con cái. Ngày xưa á quý vị, khi mà cô dâu và chú rể quen nhau á, ngày xưa cô dâu cũng và chú rể cũng từng hò hẻ với nhau quý vị. Và cô dâu và chú rể, chú rể từng nói nhỏ với cô dâu rằng là ước gì anh lấy được nàng để anh đem gặp bát chàng về xây, xây dọc rồi lại xây hồ bán nguyệt cho nàng cửa chung. Rồi cô dâu cũng đáp lại với chú rể rằng anh ơi,
trăng tròn đẹp nhất đêm gầm, tình ta hăng hái năm năm vẫn tròn. Quý vị thấy không, rất là mặn nồng, yêu nhau rất là thâm thiết, tình yêu và của cô dâu và chú rể không gì so sánh được nha quý vị. Năm cưới rất là vui quý vị ơi, chào mừng tiếng cười luôn nha quý vị, tiếng nói tiếng cười rất là vui vẻ. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau.